làm cháy lớn bao trùm dàn khoan khí đốt của Israel, chuyên gia quân sự cảnh báo xung đột có thể bùng nổ trên biển. Trong khi đó tại điểm nóng của châu Á, Đài Loan vừa oan mình chống dịch, vừa đối đầu chiến đấu cờ Trung Quốc. Báo Trung Quốc đã kích mạnh mẽ đảng của bà Thái Anh Văn để cho Đài Loan lâm vào cảnh thiếu hụt vaccine. Một số tin nóng khác, Úc lần đầu tiên triển khai tiêm kích tối tân F-35 diễn tập ném bom quy mô lớn. Tổng thống Biden lo sợ về cuộc chiến lưỡng đảng nếu khôi phục thỏa thuận hạt nhân nhiều dấu hiệu cho thấy cựu tổng thống Trump đã sẵn sàng trở lại đường đua tranh cử. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 19 tháng 5 của FBNC. Một đám cháy rất lớn đã xảy ra ở giàn khoan khí đốt của Israel tại thành phố Haifa vào chiều ngày 17 tháng 5. Truyền thông của Israel báo cáo vụ việc là sự cố kỹ thuật, có thể do rò rỉ khí ga, cho biết thêm tình hình đã được kiểm soát, hiện chưa ghi nhận thương vong. Giới chức địa phương chưa chính thức bình luận về vụ hỏa hoạn lớn xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel với Hamas không có dấu hiệu hại nhiệt. Một số báo cáo vào đầu tháng 5 cho thấy, Hamas đã nỗ lực tấn công vào dàn khoan Tama của Israel nhưng không thành công. Theo trang tin Drive, phiến quân Hamas đã nhiều lần muốn phóng tên lửa nhằm vào các dàn khoan của Israel trên địa Trung Hải, nhưng đều bị lá chắn vòm sắt đánh chặn. Xung đột của Israel và Hamas đang có xu hướng mở rộng sang miền chiến thuật trên biển. Đầu tuần này, Israel đã phóng tên lửa từ tàu chiến tấn công vào các mục tiêu của Hamas ở giải Gaza. Quân đội Israel tuyên bố đã không kích hủy hoại tàu ngầm của Hamas. Bất chấp tình hình Đài Loan đang căng hơn dây đàn, vì lan sóng Covid-19 quay trở lại và bùng phát mạnh mẽ nhất kể từ đầu dịch, Trung Quốc vẫn không quên cử những chiến đấu cơ ghé thăm hòn đảo như một hoạt động thường lệ. Theo tờ Taiwan News, vào đầu tuần này, một máy bay, bay phản lực cánh quạt của quân đội Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 10 trong tháng này. Cơ quan phòng vệ của hòn đảo báo cáo, một máy bay tác chiến điện tử thiểm Tây Y-8 của không quân Trung Quốc đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ. Đáp lại, Đài Loan đã điều máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để dõi theo máy bay của Trung Quốc. Máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong vùng nhận dạng của Đài Loan đến 10 ngày trong tháng 5 này. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên điều máy bay vào ADIZ của Đài Loan với hầu hết các trường hợp diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực. Giữa lúc cuộc chiến với đại dịch Covid-19 bước vào giai đoạn quyết liệt, Đài Loan lại có thêm một mối lo ngại nữa đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã đề nghị cung cấp vaccine cho Đài Bắc thông qua sáng kiến Covax của WHO. Tuy nhiên, luật Đài Loan hiện không cho phép sử dụng vaccine của Trung Quốc. Đồng thời, một quan chức an ninh chuyên giám sát hoạt động của Trung Quốc đối với hòn đảo cho biết rằng Bắc Kinh có thể đang thực hiện một cuộc chiến tranh nhận thức nhằm gây hỗn loạn và hủy hại niềm tin của người dân đối với nỗ lực chống dịch của chính quyền Đài Loan. Trong bối cảnh đó, thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc hôm 18 tháng 5 cũng vừa có bài viết cho rằng Đảng Dân Tiến lãnh đạo Đài Loan đã lợi dụng đại dịch để phục vụ mục đích chính trị dẫn đến thiếu hụt vaccine. Hoàn cầu chỉ ra, số ca nhiễm mới ở Đài Loan trong Chủ nhật và thứ hai tăng lên mức cao 207 và 335 trường hợp. Tờ báo viết, một số nghị sĩ đối lập đã ủng hộ Đảng Dân Tiến nhập khẩu vaccine từ Trung Quốc nhưng bị bác bỏ vì chủ trương chống đại lục, chống Trung Quốc chỉ muốn ly khai của đảng này. Bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên cho Văn phòng Sư vụ Đài Loan của Chính phủ Trung Quốc, trong một tuyên bố hôm thứ Hai nói rằng Trung Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình dịch bệnh nghiêm trọng của Đài Loan. Bà Chu khẳng định, chúng tôi muốn đóng góp nỗ lực lớn nhất để giúp đỡ những người yêu nước Đài Loan vượt qua khó khăn đại dịch càng sớm càng tốt. Bà Chu cho rằng, ưu tiên hiện giờ là loại bỏ những rào cản chính trị ở hòn đảo và nhập khẩu vaccine từ Trung Quốc. Đứng trước những sự đả kích của Trung Quốc về tình hình dịch bệnh, Đài Loan đang loay hoay xử lý và tìm cách chống lại chiến tranh nhận thức mà Bắc Kinh đang giáo diết thực hiện. Một quan chức giấu tên cho biết với Reuters rằng, hiện các thông tin chống chính quyền Đài Loan đang được lan truyền có chú ý trên mạng xã hội. Họ cố gắng đề cao sự hiệu quả của vaccine Trung Quốc và chỉ trích Đài Loan mù quáng tin tưởng vào vaccine của Mỹ hay các lô hàng sản xuất nội địa, bất chấp tính mạng của người dân. Lãnh đạo Thái Anh Văn hồi tuần trước cho biết, vaccine sẽ được chuyển giao thêm vào tháng 6, nhưng không nói rõ chi tiết. Việc sản xuất vaccine nội địa cũng sẽ bắt đầu vào tháng 7. Nếu chống dịch thiếu hiệu quả, đây sẽ là một đòn dáng nặng nề, làm suy yếu khả năng tự vệ của Đài Loan trước cường quốc bên kia eo biển. Kyodo News dẫn lời đô đốc Mỹ Brian Strom, sĩ quan chỉ huy của tàu hải quân New Orleans, mới đây nêu quan điểm. Cuộc tập trận chung giữa Mỹ với các nước có cùng chí hướng như Úc, Pháp và Nhật Bản sẽ đóng góp tích cực cho nền hòa bình và ổn định khu vực. Chúng ta có chung mục tiêu về một Ấn Độ, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và chúng ta có các đồng minh, đối tác cùng chí hướng để làm điều đó như Pháp, Úc và Nhật Bản, trích lời đô đốc Trum cho biết. Phát biểu được đưa ra khi cuộc tập trận AAC-21 giữa Nhật với Mỹ và Pháp đang tiến hành trên vùng biển phía Tây Nam Nhật Bản và biển Hoa Đồng từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 5. Cuộc tập trận được xem là giúp củng cố hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật để chống lại các động thái quân sự ngày càng hung hăng của Trung Quốc. Lực lượng phòng vệ bật đất của Nhật Bản đã cùng Mỹ, Pháp tập trận chiến đấu ở đô thị cũng như tấn công đổ bộ, đánh dấu lần đầu tiên ba nước thực hiện các hoạt động diễn tập này trên đất Nhật. Đồng thời, Úc cũng điều khinh hạm đến biển Hoa Đồng để cùng tham gia tập trận hải quân và không quân với Nhật, Pháp, Mỹ. Điều này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn liên tục điều chiến hạm tiến vào vùng biển tiếp giáp quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Trong khi Mỹ Nhật là đồng minh lâu năm ở châu Á Thái Bình Dương, Pháp gần đây điều chỉnh chiến lược quốc phòng tập trung nhiều hơn vào khu vực này, nơi Pháp có chủ quyền đối với một số vùng lãnh thổ thuộc Nam Thái Bình Dương. Máy bay tối tân F-35 Lightning II lần đầu tiên tham gia vào cuộc tập trận của lực lượng phòng không ở lãnh thổ Bắc Úc đây cũng là cuộc tập trận không chiến quy mô lớn đầu tiên của quốc gia châu Đại Dương kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hàng chục máy bay F-35A Lightning II của không quân Hoàng gia Úc trị giá khoảng 140 triệu đô la mỗi chiếc đã được triển khai đến lãnh thổ Bắc Úc cùng với 40 tiêm kích khác và hơn 500 binh sĩ tiến hành diễn tập trong vòng một tháng. Chỉ huy Matthew Harper của phi đội số 3 cho biết cuộc tập trận Ahem Thunder 21 đánh dấu lần đầu tiên F-35 được triển khai trên lãnh thổ Úc. Đây là cơ hội để chúng tôi thực hành ném bom quy mô lớn từ những chiếc tiêm kích ưu Việt này. Chỉ huy Harper cũng cho biết thêm, lãnh thổ Bắc Úc là địa điểm tuyệt vời để diễn tập ném bom và giúp các phi đội của không quân hoàng gia tăng cường năng lực phối hợp lên kế hoạch và triển khai các cuộc không kích. Ông Harper nhận xét lãnh thổ Bắc Úc là nơi có không phận rất rộng, đồng thời sở hữu cơ sở hạ tầng tuyệt vời cho hoạt động của không quân do đã được Bộ Quốc phòng Úc chi nhiều tiền xây dựng trong những năm gần đây. Trong khi đó, tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II của tập đoàn Lockheed Martin được coi là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất trên thế giới. Ngoài khả năng tàng hình, máy bay thế hệ thứ năm này có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Theo Reuters, cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết kêu gọi đình chỉ ngay lập tức việc cung cấp, bán hoặc chuyển giao trực tiếp và gián tiếp tất cả các vũ khí và đạt dược cho Myanmar đáng lẽ sẽ diễn ra vào hôm qua ngày 18 tháng 5 nhưng đã bị hoãn lại. Trước đó một ngày, phát ngôn viên của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xác nhận, cơ quan này sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu gồm 193 thành viên vào ngày 18 tháng 5. Một số nhà ngoại giao cho rằng buổi bỏ phiếu bị trì hoãn để nhằm vận động thêm nhiều sự ủng hộ hơn. Theo đó, dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi chính quyền quân đội Myanmar chấm dứt tình trạng khẩn cấp và lập tức ngăn chặn mọi hành vi bạo lực chống lại người biểu tình ôn hòa. Các thành viên của dân sự, phụ nữ, thanh niên cũng như trẻ em và những người khác. Đồng thời, dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi Tôn trọng ý kiến của người dân được thể hiện qua kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Theo một nhóm vận động, ít nhất 788 người đã bị giết bởi lực lượng an ninh của quân đội trong các cuộc trấn áp các cuộc biểu tình chống lại chính quyền của họ. Tuy nhiên, quân đội đã phản đối con số đó và tiến hành áp đặt các hạn chế chặt chẽ đối với phương tiện truyền thông và Internet. Việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran không hề là một câu chuyện đơn giản về chính quyền của ông Biden, khi nó còn là một mồi lửa kích hoạt những vấn đề nội bộ. Bởi lẽ, theo thống kê của Reuters với các hành động của Bộ Tài chính Mỹ, chính quyền cựu Tổng thống Trump sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, ông Trump cũng đã trực tiếp giải những bãi mìn chắn ngang giữa Mỹ và Iran, đó là khôi phục lại tất cả các lệnh trừng phạt đối với hơn 700 thực thể và con người ở Iran. Trong số này, ông Trump đưa vào danh sách đen khoảng 20 tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế Iran, bao gồm Ngân hàng Trung ương và Công ty Dầu mỏ Quốc gia. Do vậy, hiện tại, chính quyền ông Biden đang đứng trước thách thức không thể tránh khỏi trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu muốn Iran quay trở lại thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, việc loại bỏ các lệnh trừng phạt sẽ khiến Tổng thống Joe Biden bị chỉ trích là chính sách quá mềm mỏng. Từ đây, chính quyền ông Biden sẽ thu hút sự chỉ trích dữ dội của Đảng Cộng Hòa. Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế, việc khôi phục các lệnh trừng phạt áp lên Iran của chính quyền ông Trump đã khiến nền kinh tế Iran suy giảm 6% trong năm 2018 và 6,8% vào năm 2019. Theo trang The Hill, cựu Tổng thống Donald Trump đang có nhiều động thái cho thấy ông sẵn sàng trở lại đường đùa, tìm cách gia tăng sức ảnh hưởng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, cũng như hướng đến việc tái tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông Trump dự kiến sẽ sớm tổ chức sự kiện gây quỹ đầu tiên cho Ủy ban Hành động Chính trị PAC mới của mình, giữa lúc quyền lực của ông trong Đảng Cộng Hòa vừa được củng cố. Theo đó, các nghị sĩ Cộng Hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu loại bỏ bà Liz Cheney khỏi nhóm lãnh đạo, Nữ nghị sĩ này nhiều lần chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Trump vì những tuyên bố thiếu căn cứ của ông trong cuộc bầu cử năm 2020 một đồng minh của ông Trump cho biết, tôi nghĩ cựu tổng thống đang cảm thấy rất hài lòng. Ông ấy cảm thấy mình được minh oan và được phục hận. Nguồn tin nói thêm, sự tự tin có thể giúp ông Trump trở lại đường đua với nguồn nhiệt huyết dồi dào hơn. Trước mắt là việc ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu giữa kỳ năm 2022. Ngay cả những đảng viên Cộng hòa chỉ trích ông Trump cũng nhận thấy việc bà Cheney bị loại bỏ đã thể hiện sức ảnh hưởng khó bề lay chuyển của Tổng thống Mỹ thứ 45. Ông Doc Hay, nhà phân tích chiến lược đảng Cộng hòa bày tỏ quan điểm rằng, Đảng Cộng Hòa đã trở thành đảng của ông Trump với một số sự chia rẽ. Sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump dành phần lớn thời gian ở dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, nơi ông thường xuyên gặp gỡ các quan chức hàng đầu Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, gần đây ông Trump vừa chuyển về câu lạc bộ Gold Badminton của mình ở bang New Jersey, động thái được cho là giúp việc vận động chính trị trở nên thuận tiện hơn. Nguồn tin từ báo New York Post cho hay, ông Trump dự kiến tổ chức hai sự kiện vận động vào tháng 6 và thêm một sự kiện nữa vào tháng 7. Ông Trump cũng sẽ phát biểu tại hội nghị Đảng Cộng Hòa vào ngày 5 tháng 6 ở bang Bắc Carolina. Tiểu bang dự kiến sẽ chứng kiến sự cạnh tranh gắt gào để giành ghế thường viện trong cuộc bỏ phiếu năm 2022. Còn về kế hoạch xa hơn là tái tranh cử năm 2024, đến giờ ông Trump vẫn chưa thông báo cụ thể. Hồi đầu tháng 5, khi được hỏi về ý định chạy đua trở lại Nhà Trắng, ông Trump đáp, câu trả lời là tôi thật sự phấn khích, tôi đang mong đợi việc thông báo tranh cử sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp. Bạn biết đó, bây giờ vẫn còn quá sớm nhưng tôi nghĩ nhiều người sẽ vô cùng vui mừng khi tôi đưa ra một thông báo chắc chắn. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Hai ngày 17 tháng 5 cho biết, trong 6 tuần tới, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ thêm 20 triệu liều vaccine COVID-19 với thế giới. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong bối cảnh nhu cầu tiêm chủng trong nước giảm, còn sự thiếu hụt vaccine của toàn cầu càng trở nên rõ nét hơn. Dự kiến Mỹ sẽ hỗ trợ các nước trên thế giới thêm 20 triệu liều vaccine do hãng Pfizer, Moderna và J&J sản xuất. Trước đó, Tổng thống Biden đã cam kết chia sẻ khoảng 60 triệu liều vaccine AstraZeneca vào cuối tháng 6. Như vậy, tổng cộng Mỹ sẽ chia sẻ 80 triệu liều vaccine cho toàn cầu. Tổng thống Biden cho rằng Mỹ sẽ trở thành kho chứa vaccine của thế giới. Đồng thời, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không ưu tiên chia sẻ vaccine sản xuất nội địa như cách làm Trung Quốc và Nga. Tổng thống Mỹ tuyên bố không dùng vaccine làm chiêu bài nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước khác. Dù có kế hoạch lớn lao, nhưng đến giờ chính quyền của ông Biden vẫn chưa công bố việc vaccine sẽ được chia sẻ như thế nào hoặc quốc gia nào sẽ nhận được chúng. Hiện tại, Mỹ đã chia sẻ khoảng 4,5 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Canada và Mexico. Tại Brazil, mưa lớn ở rừng nhiệt đới Amazon đã khiến cho các con sông dâng cao gần mức kỷ lục, gây ngập lụt tại các thị trấn nhỏ và đe dọa thành phố Manaus. Cơ quan phòng vệ dân sự của bang Amazonas cho biết, khoảng 400.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhiều người trong số họ đã phải sơ tán khi mực nước dâng cao. Cụ thể, mực nước của sông Rio Negro đang dâng cao khoảng 3cm mỗi ngày và đến hôm thứ Hai ngày 17 tháng 5, các đường thành phố trung tâm Manaus đã chìm trong biển nước. Theo giới chức địa phương, đây là mực nước lũ cao thứ ba trong lịch sử của thành phố. Nếu như mực nước tiếp tục dâng cao, nó sẽ vượt qua trận lũ kỷ lục năm 2012. Lượng mưa đã thay đổi theo từng năm tại rừng Amazon, nhưng biến đổi khí hậu đã khiến nhiều năm có những đợt mưa rất lớn. Dù đã quen với khí hậu khắc nghiệt, người dân tại bang Amazonas vẫn cảm thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng quá sức chịu đựng. một người đàn ông thiệt mạng trên bãi tắm nổi tiếng ở bang New South Wales, Úc vào hôm qua ngày 18 tháng 5. Đội cứu hộ và cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân tử vong có thể do bị cá mập tấn công. Cụ thể, dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến bãi biển Thụt Kuri sau khi có báo cáo vụ tai nạn liên quan đến cá mập. Nạn nhân ngoài 50 tuổi có nhiều vết thương nghiêm trọng ở đùi bên phải. Ông được cho là đang lướt ván thì bị cá mập cắn. Đội cứu thương New South Wales cho biết, mặc dù nhân viên y tế và người dân xung quanh đã cố gắng hết sức, nhưng người đàn ông không qua khỏi. Vụ việc hôm 18 tháng 5 đánh dấu trường hợp cá mập gây chết người đầu tiên của Úc trong năm nay. Năm ngoái đã xảy ra 8 trường hợp như vậy, bãi biển xảy ra tai nạn đã bị đóng cửa. Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện hàng chục máy gia tốc năng lượng cực cao USI trong giải ngân hà, một phát hiện có thể đảo lộn hiểu biết của nhân loại về thiên hà. Đồng thời, phát hiện này còn giúp tiết lộ nguồn gốc của các tia vũ trụ, đã khiến các nhà khoa học bối rối trong suốt một thế kỷ. Được biết, các tia vũ trụ hay bức xạ vũ trụ trên thiên hà đến từ tàn dư của các siêu tân tinh. Về bản chất, các siêu tân tinh hoạt động giống như những máy gia tốc hạt tự nhiên, khổng lồ. Trở lại với phát hiện mới nhất của Trung Quốc, đây là thành quả sau 11 tháng quan sát từ đài quan sát LASO của nước này. Đây là một trong những cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ quốc gia quan trọng của Trung Quốc đang được xây dựng ở Đạo Thành, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra các photon có năng lượng vượt quá 1 peta electron volt, năng lượng gấp 100 lần so với mức cao kỷ lục mà bất kỳ máy gia tốc nhân tạo nào trên trái đất đã được. Không những vậy, một photon có năng lượng 1,4 peta electron cũng đã được phát hiện, giá trị cao nhất mà con người từng quan sát được. Một nhà nghiên cứu từ dự án đã nhận định rằng, những phát hiện này đảo lộn hiểu biết truyền thông của nhân loại về giải ngân hà và mở ra kỷ nguyên thiên văn học tia gamma USI. Những quan sát này sẽ thúc đẩy chúng ta suy nghĩ lại về cơ chế tạo ra và lan truyền các hạt năng lượng cao trong dài ngân hà. Cũng theo các nhà khoa học Trung Quốc, thông qua thiên văn gamma USI, một bí ẩn hàng thế kỷ về nguồn gốc của các tia vũ trụ có thể sớm được giải đáp thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay cảm ơn quý khán giả đã theo dõi fbc sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu hãy bấm theo dõi fbc ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại